Xưởng Điêu khắc Hà Nội kính chào quý khách. Một tác phẩm được gọi là tuyệt tác sẽ được hình thành như thế nào? Yếu tố nào quan trọng nhất để tạo nên một tác phẩm đẹp, hoàn mỹ? Đó chính là từ bàn tay tài hoa của những người nghệ sĩ tạo hình, được đào tạo bài bản qua trường lớp và các khóa học chuyên sâu thực tế về kỹ năng, kỹ thuật tạo hình trên mọi bề mặt chất liệu khó nhất. Đến nay, các nghệ sĩ tạo hình của Xưởng Điêu khắc Hà Nội đã đem đến các sản phẩm điêu khắc hoàn hảo nhất, kỹ thuật, ý tưởng, sự hiểu biết chuyên sâu về vật liệu, về thẩm mỹ và quy trình tạo hình là cả một quá trình đúc kết nên. Với kinh nghiệm và những gì đã được kế thừa và học hỏi, những người nghệ sĩ tạo hình của Xưởng Điêu khắc Hà Nội chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng khi trao niềm tin ở chúng tôi. Với những người nghệ sĩ tạo hình thì một sản phẩm điêu khắc đẹp không đơn thuần chỉ thể hiện ở những đường nét bên ngoài của sản phẩm mà còn là cái hồn của sản phẩm, cái tâm mà người nghệ sĩ tạo hình đặt vào và ẩn chứa ở chiều sâu cảm nhận của mỗi người. Mỗi tác phẩm sẽ là một sức sống riêng, một đặc trưng riêng. Chính ở không gian đó, con người sẽ thực sự cảm nhận giá trị của cuộc sống, cảm nhận được tâm linh thổn thức. Với kinh nghiệm nhiều năm về điêu khắc, Xưởng Điêu khắc Hà Nội đã cho ra đời rất nhiều các sản phẩm ứng dụng trong các công trình dân dụng, công trình kiến trúc nội ngoại thất, với mong muốn mang đến cho quý khách hàng sự sáng tạo, gần gũi, kết hợp hài hòa giữa không gian kiến trúc, cảnh quan với nghệ thuật điêu khắc. Cơ sở chúng tôi chuyên tạo mẫu, điêu khắc, gia công các loại hình tượng nghệ thuật như tượng Công giáo, tượng Phật giáo, các loại hình tượng nghệ thuật tượng chân dung, điêu khắc tượng nghệ thuật, tượng thú, sản xuất, gia công đá mỹ nghệ, sản xuất các sản phẩm trang trí nội thất, sân vườn bằng đá, đá phong thủy, phong phú đa dạng. Đặc biệt, còn có tranh khắc đá và tượng nghệ thuật có giá trị mỹ thuật cao. Nhận gia công điêu khắc trên các vật liệu như gỗ, đá, nhựa, thạch cao, đúc đồng, thi công theo yêu cầu, mẫu mã, ý tưởng của khách hàng trong khu vực. Đối với chúng tôi, mỗi đường nét thiết kế kết hợp với ý tưởng của khách hàng sẽ tạo nên những mẫu điêu khắc, tượng ảnh khác nhau. Dù hiện đại hay cổ điển, theo phong cách phương Đông hay phương Tây, nó phải là sự đồng nhất giữa ý tưởng thiết kế và yêu cầu của khách hàng. Từ đó, chúng tôi sáng tạo ra những đường nét mỹ thuật, chạm trổ tuyệt mỹ cho khách hàng. Chưa bao giờ để khách hàng phải thất vọng khi gửi gắm sản phẩm cho chúng tôi. Để đem đến những sản phẩm hoàn thiện nhất, chúng tôi luôn làm việc với khách hàng từ khâu phác thảo ý tưởng đến khi hoàn thành sản phẩm, nhằm mang đến cho khách hàng những giải pháp tối ưu nhất. Từ những vật liệu vô tri vô giác, Xưởng Điêu khắc Hà Nội đã thổi vào đó tâm hồn của con người. Các sản phẩm của chúng tôi đều được chất lọc từ tâm huyết của những người nghệ sĩ tạo hình, cùng với tinh hoa được truyền từ đời này sang thế hệ khác. Ngày nay, tinh hoa ấy được kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Với công nghệ cao, chúng tôi đã tạo ra những sản phẩm tinh túy nhất, đem lại không gian sống hoàn hảo, đảm bảo giá trị thẩm mỹ, luôn song hành cùng giá trị sử dụng. Ngoài sản xuất và kinh doanh, quý khách hàng sẽ được chủ cơ sở tư vấn tường tận về phong thủy, về chất lượng vật liệu, về nội dung và ý nghĩa những sản phẩm làm ra, để khách hàng có những sự lựa chọn tốt nhất, nhận đặt hàng theo mẫu mã, yêu cầu của khách hàng với thời gian ngắn. Đặc biệt, các doanh nghiệp muốn món quà của mình cho đối tác, nhân viên thêm ý nghĩa, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất. Xưởng Điêu khắc Hà Nội, địa chỉ 88 ngõ 24 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội. Số điện thoại 0941 013 411 hoặc 0987 189 807. Điêu khắc Hà Nội, phát huy tinh hoa truyền thống.